chào cô bác anh chị em. Chúc cô bác anh chị em và các cháu buổi tối cuối tuần hạnh phúc vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chào cô bác anh chị. Sắp còn mười mấy ngày nữa là đại hội lần thứ 13 của đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì một số bọn phản động trong nước cùng lên lai với bọn phản động lưu vong bên ngoài để mà ráo riết cố tình xuyên tạc vào cán bộ lãnh đạo cao cấp của đất nước chúng ta để bôi nhọ, bôi xấu đi cái hình ảnh của cán bộ đảng nhà nước ta. Hiện nay giờ bọn chúng đang sắp gần tới ngày đại hội lần thứ 13 thì bọn phản động trong nước cùng lên la với bọn phản động lưu vong bên ngoài, chúng càng mạnh mẽ hơn, càng bôi nhọ đảng nhà nước ta. Trong nước chúng ta, cô bác anh chị em và các cháu, hãy một số anh chị em còn chưa hiểu đó, thì bọn phản động hiện nay bây giờ nó rất là ngoan cố, một số còn bọn ngoan cố. Cho nên cô bác anh chị em gặp muốn giữ đất nước của chúng ta được bình yên thì một số bọn phản động nó gặp ở đâu đánh nó đập nó chết mẹ nó đó. Cũng như tên Lê Thương và nick Facebook là Lê Thương đi lên nhà của thằng Hoàng Nguyễn. Thường là Lê Thương nè, Linh Nguyễn. Lê Thương thì ở Phan Thiết, ở tỉnh Phan Thiết. Còn Linh Nguyễn, hiện nay giờ một số bọn phản động lên trên trang của là Hoàng Nguyễn. Thằng Hoàng Nguyễn này là phản động lưu vong bên Mỹ. Một số bọn phản động trong nước như tên là Lê Thương ở tỉnh ở Phan Thiết. Còn tên Linh Nguyễn là ở Rạch Giá, Kiên Giang. À, rồi thêm một tên phản động nữa, ngày hôm nay như thấy nữa là một tên phản động nữa là nick Facebook của hắn là tên Tòng Thanh ở Cà Mau. Hiện nay giờ một số bọn phản động trong nước cùng lên like trên trang của Hoàng Nguyễn, tên phản động lưu vong nước ngoài. Bọn chúng càng ngày càng ráo riết, càng cố tình xuyên tạc vào đảng nhà nước ta để bôi nhọ đi, bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước để cho làm xấu đi cái hình ảnh của đảng nhà nước của chúng ta, bôi xấu đảng nhà nước, chia rẽ tình đoàn kết giữa đảng và nhân dân. Đây là đầu là Nhiên đưa cái clip đầu tiên lên là Lê Thương nha cô bác anh chị. Đây Facebook của nick Lê Thương. Nhưng mở camera sao cho anh chị. Nhưng chào lại cô bác anh chị. Nhưng chào lại cô bác anh chị nha. Mở camera. Đây là tên Facebook nick Lê Thương. Lên trang cá nhân của tên này thì xuyên tạc chửi bới các bác lãnh đạo của đất nước của chúng ta. Xuyên tạc không có đủ cách đủ kiểu hết, nhưng không thể nào mà chụp những cái đó đem về được. Nhìn xem rất là tức cô bác anh chị. Đây, hắn ta mới lên trang của Lê Thương cách đây mấy giờ. Nhưng mở cho cô bác anh chị nghe. Nó xuyên tạc như vậy đó cô bác anh chị em. Cô bác anh chị em thấy những cái thành phần này thì cô bác anh chị em thấy những cái thành phần này nó xuyên tạc như vậy để bôi nhọ đi các bác lãnh đạo của chúng ta. Thì anh chị thấy bao nhiêu tên phản động trong nước thì cũng đều
chịu tội trước pháp luật, đúng không? Tuy chúng ta là một người dân lên trên mạng xã hội để mà chống lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn này, chúng ta cũng tức chứ sao không tức. Xuyên tạc chửi bới lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta tức chứ không phải không tức. Nhưng mà mình tức thì mình để đó, để cho công an, an ninh sẽ làm việc với bọn chúng. Anh chị ở đâu mà không ô nhiễm môi trường, đất nước nào mà không có người nghèo? Ở anh chị thấy đất nước Mỹ hiện nay hay nhiều nước khác, anh chị thấy bây giờ tràn lan trên YouTube, tràn lan trên YouTube, tràn lan trên Facebook đó, mà bọn này nó ăn tiền của bọn phản động nước ngoài, cho nên là nó cố tình nó xuyên tạc anh chị. Còn đây một cái Facebook nữa, còn đây thêm một cái Facebook nữa anh chị. Thì mạng yếu hay sao vậy anh chị? Mạng ngoài nó yếu, mạng ngoài này nó yếu, anh chị thấy không? Nó chửi ghê gớm không? Cái thằng Lê Thương á, anh chị vô cái nick Lê Thương á, nó chửi nó xúc phạm đảng nhà nước ta không còn cái gì hết. Càng gần tới ngày đại hội đảng thì bọn chúng nó càng xuyên tạc. Anh chị thấy không? Bữa nay nó lên nó nổi lên nữa nè. Nổi lên thêm một thằng này nữa đó anh chị, nổi thêm thằng này. Phạt đúng mới nặng. Còn
Còn mà tụi mày uống rượu ai phạt tụi mày? Em hỏi nó vậy đó. Ủa má, phải cái chế độ của tụi mày là chế độ độc tài không? Độc tài gì độc ác. Và cái lũ mà bưng bô với đó, tụi mày phải nhớ kỹ nha. Tụi mày phải nhớ kỹ cho rõ là một khi đó mà gió mà nó thay đổi chiều gió mà nó đã thay đổi á, thì cái lũ chó tụi mày á ở lại á, mà chịu lại đắng cay với lại dân Việt Nam. Ừ, có hồn hoài, có thấy đâu dân tụi làm gì đâu mình, có hồn hoài tụi nó đâu sợ đó. Cô bác anh chị thấy không, như hỏi cô bác anh chị nha. Thứ nhất là nó nói là cái thằng mà vừa qua, thằng Thanh Tùng á, là cái nick Facebook là Thanh Tùng ở tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng. Nó chạy xe khách 50 chỗ nha cô bác anh chị. Thì nhiên hỏi cô bác anh chị nè, nó chạy xe khách 50 chỗ thì chiếc xe Camry sao mà đậu mà chạy án trước đầu xe nó được? Có phải nó chạy là chiếc xe Camry mà chạy trước nó mà án đầu xe mà lỡ xỉn rượu thì có phải là chiếc xe 50 chỗ là nó tông vô chiếc xe Camry đó không? Vậy mà sắp đại hội đảng tới thì anh chị có nghe từ cái câu không? Anh chị nghe nó xuyên tạc không? Đó, thì nó nói là làm trong gì? Làm gì cho làm trong đại hội. Anh chị đi. Thằng Hoàng Nguyễn hỏi là làm trong công an, làm trong đại hội đảng. Anh chị nghĩ đi, chiếc xe cam gì thì tại sao mà chặn đầu xe 50 chỗ được? Chỉ có chiếc 50 chỗ là cán lên chiếc cam gì đó thôi, mà nó dám đặt điều bịa chuyện là chiếc cam gì đó đụng vô chiếc xe, nó chạy chiếc xe nó thường 1 triệu. Anh chị nghe có tin không? Anh chị nghe cái đoạn clip đó có tin cái thằng mà Thanh Tùng nó nói không? Đó là gì? Nó cố tình, nó đặt chuyện, nó bịa chuyện để nó xuyên tạc vào cán bộ đảng nhà nước ta uống rượu uống chè. Đó là cái tuyên truyền xảo trá và cái bọn phản động nó cố tình nó xuyên tạc để mình nói mình bẻ đây để cho cô bác anh chị em đi hiểu về cái bọn này. Còn thằng Lê Thương thì anh chị biết số nhà nó rồi đúng không? Nick Facebook Lê Thương, nhà của nó là ở 130 Cống Lỡ, phường 15, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cái thằng này là thằng rất là mắc dạy, thằng Lê Thương nha cô bác anh chị. Vô trang nó lấy hình ảnh của cán bộ cao cấp của đảng nhà nước ta và bác Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nó xúc phạm luôn. Nó xúc phạm luôn cả bác Nguyễn Xuân Phúc luôn. Thằng Lê Thương là thằng mắc dạy. Tất cả cô bác anh chị em chúng ta gặp cái tên Lê Thương để đâu, đánh vào cái bản mặt nó, đánh xong rồi lôi lợi đến công an nha cô bác anh chị. Sắp tới đại hội đảng rồi, bọn chúng nó cố tình giáo viết xuyên tạc đủ cách đủ kiểu. Rồi còn đây là thêm một thằng nữa, thằng Linh Nguyễn nữa. Thì thằng Linh Nguyễn, mình bắt thêm một đoạn clip của thằng Linh Nguyễn nữa cho cô bác anh chị. Từ năm 2016, Linh Nguyễn
nó trong tổ chức phản động khủng bố của thằng Đào Minh Quân. Nó rải truyền đơn trong tổ chức khủng bố Đào Minh Quân 2017 chứ, thời ba cho con Dương Nhân Thả. Sau 2017, thời điểm đó an ninh công an ở tỉnh Kiên Giang mời nó, thì nó trốn khỏi địa phương. Thì đến nay tưởng đâu nó ăn năn hối cải, nó không ăn năn hối cải mà nó càng ngày nó càng khốn nạn hơn. Nó nói nó là bị tai biến, nhưng mà nó còn cái miệng để mà nó còn xuyên tạc bịa đặt để bôi nhọ, bôi làm xấu đi hình ảnh của đảng nhà nước ta, để chia rẽ đảng nhà nước và nhân dân. Thứ hai, nó nói một câu, thêm một câu nữa, nó nói là những người mà còn sức khỏe thì phải đi khủng bố, còn nó không có sức khỏe thì nó làm tuyên truyền. Đó, cô bác anh chị thấy không? Những cái thành phần mà phản động đó, tới ngày đại hội đảng lần thứ 13 thì bọn chúng cố tình giáo huyết mạnh mẽ, tiếp tay với bọn phản động, lên like của bọn phản động nước ngoài để xuyên tạc. Cho nên sau những cái clip này, nhưng mong sao cô bác anh chị em cần cảnh giác, lên trên mạng không gian cần cảnh tỉnh. Gặp những thành phần mà lên like trên các trang nào, trang của thằng Benny Trương hay là trang của Hoàng Nguyễn mà bên Mỹ đó, thì cô bác anh chị thấy những thành phần nào trong nước mà ở địa phương, ở tỉnh của mình, thì cắt cái đoạn clip đó gửi cho bên công an, an ninh ở tỉnh của chúng ta nhé cô bác anh chị. Như Lê Thương thì ở Phan Thiết, thì chắc là công an ở tỉnh Phan Thiết đã biết rồi đó. Còn thằng Thanh Tùng thì ở tỉnh Cà Mau, thì chắc là an ninh tỉnh Cà Mau chắc chưa biết, tại vì cũng thấy cái tên này cũng mới nổi thôi. Còn tên mà Linh Nguyễn này thì nổi từ năm 2016-17 đến nay rồi. Thì công an an ninh ở tỉnh Kiên Giang thì đã báo quá biết rõ về cái bộ mặt của thằng Linh Nguyễn rồi. Thằng Linh Nguyễn này nó rất là nhiều Facebook nha cô bác anh chị đó, để nó cố tình đây, nó giấu mặt nó để mà nó xuyên tạc. Nhưng mà thật chắc bọn chúng không bao giờ qua khỏi đôi mắt an ninh của đất nước Việt Nam chúng ta. Chào cô bác anh chị em nhé.